Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Smart Giá Rẻ. Hôm nay thì clip xá kho nha anh chị bạn, đầu tháng luôn á. Anh chị bạn nào có nhu cầu mua dòng nào thì mình chịu khó mình liên hệ đó, xe về ngập luôn. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Trang sẽ hỗ trợ giới thiệu. Ôm Trang ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người ha, là Trang đây. Cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất ở bên cửa hàng bên Trang ha. Thì giá xe trong thời điểm hiện tại sẽ giảm cho mọi người rất là nhiều dòng xe luôn, đặc biệt hơn SH125, 150, 160 và SH Mod. Sale cực kỳ là mạnh và xả ngập lô về cho mọi người, một lô mới về luôn này cả nhà ơi. Thì tri ân trừ giá cho mọi người đầu tháng rồi, giảm cho mọi người 1 triệu đồng tiền xe khi nhà khi đến cửa hàng, giảm thêm cho mọi người khi mua dòng SH trả góp, giảm thêm cho mọi người 1 triệu đồng nữa. Combo tri ân hết tuần lễ này nha mọi người. À rồi ok nha. Đầu tiên nha, một lô SH, một SH Mod xám thể thao này. Tiêu chuẩn sẽ là 57 triệu đồng một em. Còn đối với xám thể thao này đồng giá 63 triệu. Trả góp trả trước giúp Trang từ 7 triệu đồng là nhận xe full màu full mẫu luôn. Này quay cho mọi người coi này, nhập một lô số lượng về như thế này là biết giá nó rẻ cỡ nào rồi đấy mọi người. Số lượng bán phải coi là cực kỳ là khủng luôn nha cả nhà ha. Rồi ok. Vision. Vision giá sẽ từ 30 tới 36 triệu đồng nha cả nhà. À, mọi người cứ từ từ, Trang sẽ đi hết clip cho cả nhà về tất cả những cái lòng xe xả lô hôm nay thôi, cho nên mọi người cứ từ từ nha. Vision xả lô sẽ còn 30 triệu đồng cho tiêu chuẩn. Cao cấp là 32.500. Đây những cái em như thế này đây là 30 triệu này cả nhà. Nói chung là nhiều phiên bản lắm, chỉ cần trả trước giúp Trang từ 3 triệu đồng là nhận xe. Còn đối với mà Vision phiên bản thể thao như thế này đây sẽ là 36 triệu đồng, cổ điển và đặc biệt cũng có hàng nha, chi tiết IB nha. Còn đối với mẫu Vario 125 đời 2024, khóa thường sẽ là 36 triệu đồng một em, còn khóa Smart Case sẽ là 39 triệu đồng một em, bao thuế VAT 10%. Còn đối với mà SH này, cái dòng mà nhấn mạnh cực kỳ 125, chỉ còn là 72 triệu 500 thôi, bao VAT nha. Về số lượng này mọi người ơi, cực kỳ là khủng luôn. Full màu này từ trắng, đỏ, xanh, đen, xám cho mọi người luôn, màu nào cũng có nha mọi người. Còn đối với mà phiên bản Mod trắng như thế này đây sẽ là 57 triệu đồng này. 57 triệu đồng một em này. Mod bạc là 63 triệu đồng một em này, Mod xám 63 này. Còn đối với phiên bản SH nha mọi người, SH 160 phiên bản ABS này xả lô cho mọi người mẫu 23 á thì sẽ là 101 triệu đồng, còn mẫu 24 sẽ là 102 triệu đồng. Bao VAT luôn nha cả nhà. Gót thì cầm ngay dòng này giúp Trang từ cỡ từ 20 đến 30 triệu là mình nhìn xe nha. Wayanfa. Wayanfa thì 17 triệu đồng một em nha cả nhà ơi. Tiếp tục trong này có Winner này. Đây, gọi là một cái lô Winner khủng luôn này cả nhà ơi. Ờ, cứ CBS là 36 triệu đồng. Như em này là em này em CBS này, cái này 33 triệu đồng này cả nhà. Còn như HRC này em này 36 triệu một em, bao VAT này cả nhà. Đó. Còn AB này, trong này còn sót vài chiếc AB này. AB này à, để cho mọi người luôn, em này là 40 triệu một em nha. Còn đối với lô Vision này sẽ đồng giá 30 triệu một em luôn. Mod xanh này cả nhà, em này 57 triệu. Mod xám này 63 này, nhập lô cỡ này là mà biết mọi người giá, biết giá rẻ cỡ nào á mọi người ha. Rồi đi ra ngoài này quay cho mọi người một vài dòng như là phú chờ này mọi người. Phú chờ với lại là Vario màu sơn với lại là màu zin cho mọi người luôn. Ad à, quay ad trước nha. ABS này mọi người. 51 triệu đồng một em, ad ABS. Hot cực kỳ, còn Sonic, Sonic sẽ đồng giá là 47 triệu nha cả nhà. À, full 24. À, bao nhiêu? Em này để cho cả nhà luôn là 37 triệu đi, 37 triệu cho em này, bao VAT nha. Còn đối với mà Vario này cả nhà, khóa thường là 36, khóa mắt cây là 39, còn sơn đồ này cộng lên phí sơn chúng Trang đúng 1 triệu. Về màu sơn là bên Trang sơn bao la màu luôn. Về màu sơn thì mọi người cứ yên tâm về số chất lượng và số là số lượng màu sơn ở bên cửa hàng bên Trang nha. Màu nào bên Trang cũng sơn được hết cho cả nhà luôn nha cả nhà. Coi đây em khóa thường phiên bản 24 mới về này cả nhà, zin nguyên bản luôn nha. Em này 36 triệu này cả nhà ơi. Rồi, 555 Sangibi nè. Sangibi. Con này con phiên bản đời này là đời 24. Con này là 51 triệu nha cả nhà. Còn đối với mà ẹt thường á là giá dao động từ 41 tới 43 triệu đồng thôi. Mọi người nên gọi là phân biệt được các dòng ẹt để được Trang tư vấn kỹ hơn đi mọi người hỏi. Ủa sao mà giờ ẹt lên năm mấy vậy nha. Nói chung là nhiều dòng lắm. Phu này, phu trắng này. Phu trắng em này 37 triệu này cả nhà. Còn đối với dòng ẹt này bên này cũng có một vài con ẹt 23 này. Sẽ là 41 triệu đồng cho khóa thường và 43 triệu đồng cho Smart Key. Còn đối với phiên bản ẹt 150 á thì giá sẽ là 41 triệu đồng một em nha cả nhà. 41 triệu đồng. AB đặc biệt này mọi người. AB thì sẽ có hai bản thường và đặc biệt, thường và đặc biệt. Thường là 40 còn đặc biệt như thế này sẽ là 42 triệu đồng một em, bao VAT hạ cả nhà ha. Ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào.
nó quay